Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình lại đến với khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai, vào công ty Ngọc Phượng các bạn. Đây là công ty chuyên sản xuất các loại phụ tùng, máy cày, máy cắt, máy kéo, máy cuộn cơm các bạn. Đó. Thì ở đây thì mình xin giới thiệu cho các bạn xem một số dàn sới ha. Giới thiệu xem và báo giá trực tiếp cho các bạn xem luôn. Đó. Ở đây thì sản xuất theo yêu cầu của bà con nông dân là từ 1m2 cho đến là 3m. Đó. Thì cái dàn sới trước ảnh của mình là nó là 1m6 các bạn. Dàn sới 1m6 bên mình bán giá là 32 triệu, được tặng cặp đăng và hai cái phốt bảo hành 12 tháng ha. Đó. Và bên này dàn sới 1m6 là nó là 32 triệu, còn dàn sới 1m8 là 34 triệu các bạn. Rồi 2m là nó là 36 triệu. 2m2 là 38 triệu các bạn. Đó. Thì tất cả dàn sới ở đây bán là tặng kèm theo cặp đăng và hai cái hút ha. Thì mình đang báo giá là báo giá hộp sọ lớn luôn. Đó. Bao ship tận nhà luôn ha. Đó. Thì dàn sới bên mình bán là cái giá thành nó rẻ hơn thị trường là từ 10 triệu đồng. Lý do là tại mình làm ở đây, làm tại công ty của mình là đang ở địa chỉ là khu công nghiệp Tân Phú của tỉnh Đồng Nai. Như các bạn thấy trong ảnh của mình rất là nhiều cỗ máy CNC đó, và làm bằng công nghệ CNC đến từ nước ngoài đó. Đó, những cái dàn sới đây bán rẻ là lý do gì các bạn. Rồi cái nữa là mình không có qua đại lý cấp 1, cấp 2 đó. Rồi công nhân ít đi, rồi công nhân ít đi, do đó nên là cái giá thành nó sẽ rẻ xuống ha. Mà cái chất lượng thì vẫn y vậy, chất lượng thì rất là chất lượng. Đó. Những cái đạn trong đây là được làm bằng cái đạn Nhật các bạn. Đó. Đạn là làm bằng đạn Nhật, đạn đũa ha. Đó. Đạn trong đây là đều bằng đạn Nhật hết. Qua đây để mình quay cho các bạn xem cái sên. Cái sên đây, sên là sên 120, sên Nhật ha. Sên của gia băng đây, các bạn thấy đây, sên của gia băng, sên 120. Thì anh em muốn xài cái dòng tua lẹ chậm gì đó thì mình đổi lại ha, đổi lại. Đó. Thì hay hoặc là mình đặt theo cái kích cỡ của mình. Hiện tại đây thì xài 11, 10, 13. Anh em muốn đặt xài cái nào thì xài. Còn các loại răng, thì gồm có răng răng khớp và răng nấu. Thì anh em muốn xài cái loại nào thì xài. Ở đây thì có anh em ta gửi mẫu qua đây cho mình ha. Đó. Gửi mẫu qua cho mình. Đó. Có rất là nhiều anh em gửi mẫu qua mình nhiều cái món đồ lắm. Cho tới nên là anh em cần gì thì alo qua bên mình ha. Những cái máy của mình sẽ gia công. Đó. Còn nhâm dàn sới, nhâm cùi dẻ của tất cả dòng máy cài như là Kubota nè, Yanma nè, Isuki nè, rồi Shibura nè, rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Máy kia đang dập thôi, máy kia đang làm cái dập răng các bạn, chạy răng á, rất là nhiều. Anh em cần thì alo á. Thì như mình đã nói thì tất cả dòng máy cài như là Kubota, Yanma, Shibura, Isuki, rồi tất cả những cái dòng máy khác nữa là lên đến là 8-95%, còn không có thì anh em gửi mẫu mình sẽ ra công ha. Ở đây là cái hộp sọ của mà cái dạng phát cỏ. Anh em mà làm vườn á thì mua cái dạng phát cỏ này ha. Đây có hộp sọ dàn phát cỏ, chứ mà mình sẽ quay cái dàn phát cỏ cho bà xem. Lên trạng phụ tùng của máy cuộn rơm. Ở đây là thanh râu, thanh bắt râu có luôn, thanh bắt râu kia. Kia là cái bộ chuyển nhông của máy cắt ha. Đó. Này là bộ chuyển nhông của máy cắt 70 các bạn. Đó. Và đây là cái bộ nhông số của mà máy cắt 70 ha. Đó.
nhông nhỏ nhông lớn nhiều quá trời nhờ luôn nè các bạn ha. Đây nằm trong cái đội chuyển nhông của mấy cặp 70 đó, và đây đây là tay lắc của máy cắt các bạn. Và đây là cái vỏ tay lắc mấy cặp 70. Còn ở đây, đây là nhông cùi dĩa của 4508 4508 đó bạn. Thì như các bạn thấy thì cái đây là 4508, nhưng mà bên mình là có sản xuất nhông cùi dĩa như thế này, tất cả dòng máy cài lên đến 90-95% là có sẵn, còn không có thì anh em gửi mẫu ha, bên mình có ha, bên mình sẽ lên gia công. Là như mình nhắc lại hay là Kubota nè, Yanma nè, Shibora nè, Isuki nè, Thor nè, New Holland nè, có rất là nhiều luôn. Đó. Anh em cầm thì gửi mẫu. Rồi cái đây là cái nê ơ mặt bích. Rồi ở đây là cái nhông cùi dĩa của là 7 là 7 chín ha, 7950 các bạn thấy nó kinh khủng không. Cái đây là người ta gỡ mẫu các bạn ha, đây là người ta gỡ mẫu, còn cái đây là mình gia công rồi, chỉ còn chạy răng lại, cái nữa là giống cái này, chạy răng rồi thử độ cứng, cái nữa là giống cái này ha. Đó. Đây là mayer mặt bích của dòng sớ này, là người ta rửa mẫu các bạn, mayer mặt bích rửa mẫu ha. Rồi rồi đây là cái phôi, phôi hộp sọ lớn của dòng sớ. Thì cái phôi này là cái phôi giặt nóng của công ty Hàn Quốc ha, để em qua đây để mình gia công lại, bên công ty gia công lại. Anh đang làm gia công lại. Đó. Và đây, đây là chén tay lắc. Bạn thấy không? Ống ánh làm bằng hợp kim không gỉ. Bạn thấy không? Kêu rất là đã không? Kêu rất là thanh. Tại vì cái đó là cái chất liệu thép đó bạn. Cái liệu thép nó kêu rất là thanh. À, và đây là cái hộp sọ cuộn rơm. Hộp sọ cuộn rơm bên mình lúc nào cũng có sẵn. Cái đây là cái hộp sọ của mà cái khoan lúa bạn. Khoan lúa 70. Cái hộp sọ này có hộp sọ gì vậy anh Đoàn? Này. Làm dàn sớ à? Làm máy sớ à? À, hộp sọ rất là bự các bạn, sọ rất là bự. Anh em cần thì alo ha, bên mình có đủ kích cỡ hộp sọ chứ. Này để làm mới cũng có, anh em chế cháo cũng vẫn được ha. À, chén tay lắc của 70. Tay lắc đầu thước 70. Tay lắc đầu thước 70.